đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chào Minh Châu. Sao hôm nay anh Vũ nhìn vui quá vậy? Anh đâu có vui đâu, mà anh rất vui nữa là khác. Trời ơi, cái gì làm cho anh vui dữ vậy? Anh biết sao, tại vì hôm nay chúng ta sẽ nghe được những yêu cầu từ quý vị khán giả. Và đâu biết được từ những yêu cầu đó chúng ta sẽ có thêm nhiều món ăn ngon. Xem anh có vẻ tâm đắc như vậy, chắc là anh đã nghe yêu cầu của khán giả rồi đúng không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ em nghe thử nha. Rồi. Xin chào Món Ngon Mỗi Ngày. Tôi là Hương Thanh, nhà ở quận Bình Thạnh. Chồng tôi sắp tổ chức một buổi gặp mặt với mấy anh bạn đồng nghiệp ở nhà. Anh nói muốn có một món vừa ăn vừa nhâm nhi được, nhưng mà phải làm sao cho thật là hấp dẫn á. Món Ngon Mỗi Ngày hãy giúp tôi trổ tài một món thật là ngon cho dịp này nha. Xin cảm ơn chương trình ạ. Đó là yêu cầu của chị Hương Thanh ở quận Bình Thạnh. Và em nghĩ là anh Vũ đã có dự định của mình rồi đúng không? Đúng vậy ạ, mà anh đã chuẩn bị sẵn ngay một món và đáp ứng được đúng như yêu cầu của chị Hương Thanh. Và bật mí với em một điều là món này sẽ rất là hấp dẫn đó. Đảm bảo ai cũng sẽ thích. Anh Vũ có vẻ tự tin quá à. Thôi thì anh Vũ bật mí liền cho quý vị khán giả và em được biết đi. Ơi, sẵn sàng. Bây giờ mời các bạn cùng vào bếp thực hiện món bê thấu. Thưa các bạn, nguyên liệu để làm món bê thấu gồm có 300g bê thui, phế chua 2 trái, rau răm, chuối chát, 100g kiệu chua, nước cốt chanh, mè trắng rang, hành tỏi băm, ớt sừng cắt sợi, một số gia vị thông thường và giấm gạo lên men Ajinomoto. Trước tiên là phần sơ chế, anh sẽ cắt chuối chát và khế thành những miếng nhỏ có cạnh khoảng 2cm. Và anh chuẩn bị sẵn đây một cái tô nước và anh cho vào đây một muỗng cà phê nước cốt chanh. Tại sau khi mình cắt nhỏ xong thì chuối chát không bị đen. Chuối chát chúng ta nên cắt dày khoảng 2 ly thôi là được. Bây giờ là khế chúng ta sẽ cắt đôi bỏ hạt và anh cũng cắt những miếng cạnh dài khoảng 2cm và dày khoảng 2 ly thôi. Vị chua của khế á, là rất là nồng. Sau khi cắt xong anh sẽ vắt cho khế bớt cái độ chua đi để chúng ta có cái món ăn nó hài hòa và nó sẽ hấp dẫn hơn. Quý vị khán giả thân mến, khi mà chúng ta cắt khế xong thì quý vị nhớ là chúng ta vắt bớt cái nước chua của khế đi để cho món ăn có cái hương vị hài hòa hơn. Và anh sẽ dùng cái khăn sạch ha, anh vắt cho ráo nước một tí. Kiệu ngâm chua anh cũng cắt miếng dày khoảng 2 ly. Tất cả nguyên liệu đã xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ xào thịt bê. Và cách xào này cũng rất là đặc biệt các bạn. Đây anh cho vào đây ít dầu. Rồi bây giờ dầu đã nóng ha, anh cho tỏi phi vào. Cho hết luôn hả anh? Đúng rồi, phi cho vàng lên ha. Dạ. Tỏi vàng anh mới cho bê vào như vậy. Đó, anh mới sóc nhanh qua thôi. Và anh sẽ nêm vào đây một muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto và nửa muỗng cà phê muối. Anh sẽ đảo đều như vậy. Đó, em thấy không? Em thấy cách xào thịt bê thui này ngon không? Ngon, cái này đâu phải là xào đâu, cái này kiểu như là anh xóc với lại dầu nóng thôi mà. Đúng vậy các bạn à, chúng ta nên xóc bê thui với lại tỏi phi còn nóng. Như vậy thì bê thui chúng ta sẽ thấm gia vị và không bị ra nước. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta hãy ghi nhớ điều này nha. Quý vị sẽ cho bê thui vào xóc với lại dầu cùng với tỏi phi lúc còn đang nóng để giúp cho bê thui được thấm gia vị và không bị ra nước. Sau đó anh sẽ trút ra cái thố hôm để cho bê nguội ha. Bây giờ tới cái giai đoạn quan trọng nhất các bạn, đó là món gỏi chúng ta có ngon hay không là chúng ta sẽ pha nước trộn gỏi. Trước tiên chúng ta cho vào đây 2 muỗng canh đường, 3 muỗng canh chấm gạo lên men Ajinomoto. Cho vào đây 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 2 muỗng cà phê muối và nước mắm thì chúng ta chỉ cho khoảng 1 muỗng cà phê thôi. Sau cùng anh cho vào đây 1 muỗng canh nước cốt chanh, ta khuấy đều vô như vậy. Cho vào đây 1 muỗng canh ớt và tỏi băm. Chúng ta cho vào đây luôn, chúng ta tiếp tục phải cho tan lên. Và đây là chuối chát anh đã trút ra để ráo và vắt khô nước một chút xíu. Và anh sẽ cho tất cả nguyên liệu vào trong thố trộn này. Dạ. Củ kiệu nè, khế chua nè, để vắt bớt nước ha. Đây khoảng một trái ớt sừng ha, anh cắt sợi như vậy. Và rau răm. Và chúng ta sẽ cho nước trộn gỏi vào. Anh sẽ trộn đều. Thưa các bạn, một điều nữa các bạn hãy nên lưu ý đó là tất cả các nguyên liệu chúng ta chuẩn bị cho món bê thấu này chúng ta nên cắt có cái kích cỡ nó tương xứng với đồng đều nhau. Như vậy thì những cái nguyên liệu mới thấm hết gia vị và đặc biệt là vẫn còn giữ được cái hương vị đặc trưng của từng loại nguyên liệu đó. Anh sẽ cho gọn vào trong dĩa như vậy. Đây là mè trắng rang, anh sẽ đặt này ít lên. Cho đây hai cái khế sắc lát như vậy ha, mình ớt cắt sợi.
thưa các bạn, món bi thấu này chúng ta sẽ rất là ngon khi chúng ta ăn kèm chung với lại bánh tráng nướng. Đây, anh cũng chuẩn bị sẵn ít bánh tráng nướng cho em như vậy ha. Dạ. Đây, anh sẽ gắp em một miếng bê như vậy ha. Dạ. Đây. Rồi, anh mời em. Em cảm ơn anh Vũ. Anh Vũ ơi, sao cảm nhận em như thế nào nào? Bây giờ những cái vị chua em không thể phân biệt được, đâu là vị chua của chanh, đâu là vị chua của giấm gạo, lên men, Ajinomoto. Tất cả đều hòa quyện vào với nhau, rất là hài hòa luôn đó anh Vũ. Ừ, đúng vậy em à. Nhưng mà chắc chắn một điều là khi em thưởng thức thì em vẫn thấy được có vị chát chát của chua chát, đúng không nào? Ừ, dạ vị đúng. Hơi chua sẵn của thế, dạ. Mùi thơm của nước cốt chanh nữa. Chà, anh Vũ ơi, tại vì anh Vũ miêu tả làm gì. Em nói thiệt với anh Vũ luôn á, cái món này á, ngửi thôi là đã không cầm lòng được rồi. Làm sao mà chúng ta lại có thể mà chần chừ mà không thực hiện, mà không thưởng thức được, đúng không nào? Chúng tôi rất hy vọng là chương trình sẽ ngày càng phong phú hơn nhờ những lá thư yêu cầu cũng như là những cuộc điện thoại của tất cả quý vị gửi đến cho chương trình. Nếu như quý vị có bất cứ một thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên lạc về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Hoặc nếu như mà quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin thì cũng có thể truy cập vào website monngonmỗingay.com. Chúng tôi cũng nhận những lá thư yêu cầu ở website này nữa, hoặc tìm từ khóa Món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian cho Món ngon mỗi ngày. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.